Huy Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và thưa quý vị chương trình chào buổi tối như thường lệ trong gần một tháng qua Huy Giang xin được tường trình từ Home Studio và thưa quý vị vào lúc này đây thì Huy Giang tin chắc là hàng triệu người Mỹ trong số 80 triệu người đã nhận được cái tiền cứu trợ 1.200 đô từ chính phủ liên bang và thưa quý vị như đã thông báo thì uh, trong hai ngày qua chính phủ đã Direct Deposit tức là đặt thẳng tiền trực tiếp vào những người đóng thuế nào mà họ đã có cái chương mục ngân hàng trong cái hồ sơ khai thuế của mình còn đối với những người nào mà không có chương mục ngân hàng trong hồ sơ khai thuế thì chính phủ sẽ gửi check thưa quý vị cái tấm ngân phiếu nhưng mà một lần nữa huy cũng yêu cầu quý vị là chúng ta cần phải kiên nhẫn bởi vì cái khả năng cái năng lực của chính phủ thì mỗi một tuần chỉ in được khoảng 5 triệu cái trách mà thôi. Mà như vậy bây giờ gần 70 triệu người. Gần 70 triệu tấm trách thì tính ra trung bình thì cũng phải mất 20 tuần. Chính vì vậy sẽ có một số là nhận được chắc sớm trong vòng 1 hoặc 2 tuần nữa, nhưng mà cũng sẽ có những số là đến cuối mùa hè mới nhận được cho nên chúng ta phải hết sức là kiên nhẫn. Nhưng mà quý vị biết là vào tối ngày thứ hai vừa qua thì bộ ngân khố cuối cùng đã hoàn tất cái quyết định là họ quyết định là in tên của tổng thống Donald Trump trên cái check đó cho nên mà quý vị nào mà nhận cái check 1.200 đô từ chính phủ đó từ IRS thì quý vị sẽ thấy là bên trái những cái dòng memo tức là cái dòng ghi chú là cái số tiền này là số tiền gì thì ở phía dưới cái dòng chữ cái mục đích số tiền thì sẽ là tên của tổng thống Donald Trump President Donald J. Trump và thưa quý vị theo tờ Washington Post thì có hai viên chức của bộ ngân khố họ thông báo là họ cho biết họ chia sẻ là cái việc mà in thêm tên của tổng thống vào thì nó sẽ làm nó, nó đẩy lùi nó làm chậm lại cái thủ thủ tục gửi check ra bởi vì à, tất cả thì mọi việc đã lên khuôn thì bây giờ thêm in thêm tên vào thì nó sẽ cần có thêm một vài động tác nữa nhưng mà tại cái buổi họp báo vào ngày hôm nay thì tổng thống cho biết là À, cái chuyện này nó không có ảnh hưởng gì cả nó không có trì hoãn bất cứ chuyện gì và tổng thống cho biết là tôi không biết là từ đâu ra bằng cách nào nhưng mà ông cũng cho biết là ông thấy thỏa mãn thưa quý vị và cái điều này nó gây ngạc nhiên thực ra đó rất là nhiều người mỹ Hương dẫn tin là khi mà họ nhận cái trách này họ cũng không có quan tâm tới là ghi những gì trên cái trách miễn sao đi deposit và có tiền nhưng mà cũng sẽ rất là nhiều người khi họ nhìn thấy cái trách thì đây là cái biểu tượng mà họ có thêm thu nhập vào cái giai đoạn khó khăn này và chúng ta biết là vì đại dịch cho nên là những cái buổi vận động tranh cử không được diễn ra chính vì vậy có lẽ vì vậy mà tổng thống đã tận dụng mọi cái cơ hội để có thể thú vị thúc đẩy ghi lấy điểm trong cái việc ứng phó với virus corona nhưng mà một cái điểm thì hương nha cũng muốn chia sẻ với quý vị thực ra đó thì cái ý tưởng mà à, cứu trợ bằng tiền mặt cho đối với người dân mỹ thì không có phải là ý tưởng của tổng thống hay là ý tưởng của tòa bạch ốc mà chúng ta nhớ là à, thưa quý vị và lúc đó khi mà cái đại dịch mới bắt đầu thì tòa bạch ốc ban đầu đưa ra ý tưởng là để giúp người dân thì bằng cách giảm thuế nhưng mà giảm thuế thì nó không có thể ngay tức thời được và vào lúc đó thì có hai thượng nghị sĩ cộng hòa đó là thượng nghị sĩ George Holly ở tiểu bang Missouri và thượng nghị sĩ Mitt Romney ở tiểu bang Utah thì hai thượng nghị sĩ này đã khởi xướng cái việc tức là hai ông đề nghị là phải nên À, cứu trợ người dân Mỹ bằng tiền mặt bởi vì vào lúc này đây vào lúc rất là khó khăn thì họ cần một cái khoản tiền cụ thể và cái đề nghị của hai vị thượng nghị sĩ này đã được tổng thống ủng hộ nhưng mà à, thưa quý vị à, sau này thì chúng ta thấy rõ ràng là tổng thống nhắc đi nhắc lại đây là sáng kiến của tòa bạch ốc và ông tìm cách tìm mọi cách giành điểm à, về vấn đề này trước đó cũng theo tờ The Washington Post cho biết là tổng thống à, đã từng đề nghị riêng với ông Steven Mnuchin tức là bộ trưởng bộ ngân khố là. Uh, uh Gốc trên của cơ quan chủ quản của sở thuế và ông đề nghị là để tổng thống tức là để ông ông trâm ký vào những cái trách này nhưng mà thưa quý vị theo quy định theo luật thì không có được bởi vì theo quy định là chỉ một cái viên chức dân sự ký vào những cái tấm trách là tấm ngân phiếu hợp pháp của chính phủ mà thôi bởi vì thưa quý vị điều này để làm hạn chế tức là hoàn toàn đây là cái vấn đề mà không có đảng phái và không có mang động cơ chính trị. Và trước đó chúng ta nhớ vào năm 2001, vào lúc mà cái thời gian dưới thời tổng thống George Bush thì vào lúc đó kinh tế rất là phồn vinh, kinh tế rất là thịnh vượng thì cho nên chính phủ đã chia cái lợi ích cái cái, cái phần lợi những cái lợi ích của nền kinh tế cho người dân gửi ra cái những cái tấm trách từ 300 đến 600 đô. Thì quý vị biết vào lúc đó thì có cái đề nghị bên tòa bạch ốc đã đưa ra một cái đề nghị là in một cái dòng chữ là nếu uh, như hương giang nhớ không lầm có thể hương giang nhớ lầm là một cái dòng chữ đại khái là nói là uh, chúng tôi uh, tặng quý vị cái số tiền này nhưng vào lúc đó giám đốc của IRS cũng à, IRS cũng đã từ chối bởi vì cho cho à, rằng cái điều này nó quá rõ ràng mang động cơ chính trị và thưa quý vị cái việc này đã bị chỉ trích nhưng mà dẫu sao nếu mà quý vị nào nhận trách thì quý vị sẽ thấy tên tổng thống à, Donald Trump ở trên cái bên trái tấm trách của quý vị và vào ngày hôm nay thưa hương giang nhắc lại theo cái thông báo của sở thuế IRS thì hôm nay họ bắt đầu launch cái 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 uh, get my pay uh, get my payment tức là quý vị nào mà muốn xe theo dõi xem thử là cái check của mình nó đã được gửi ra chưa và đang trên đường tới khi nào mình nhận thì quý vị tức là cái status cái tình trạng của uh, cái khoản cứu trợ của mình thì quý vị có thể vào get my pay, payment tức là cái trang này thì nó nằm ở trên trang ias và trên ias thì quý vị vào cái phần mà cứu trợ COVID-19 và nó nằm ở bên uh, cái Get My Payment nằm ở bên tay phải Thưa quý vị, quý vị có thể cập nhật thông tin của mình, tức là quý vị nào mà nhận không có trương mục ngân hàng của mình thì bây giờ quý vị có thể bổ sung để có thể nhận được cái số tiền uh, nó nhanh hơn Và thưa quý vị, tại tiểu bang California thì vào ngày hôm nay thống đốc Gavin Newsom đã thông báo một cái uh, tin là tiểu bang sẽ dành cái ngân khoản 125 triệu Mỹ Kim để giúp những người mà không những di dân bất hợp pháp tức là những người không có giấy tờ ở đây và trong cái số 125 triệu này thì sẽ có là 75 triệu là từ tiền thuế của dân và thưa quý vị Hương Nhân biết là khi mà nhiều người dân mình những người đóng thuế họ nghe cái thông tin này thì sẽ có nhiều người sẽ bất mãn bảo rằng tại sao tiền thuế của dân là phải gánh cái số di dân lậu như vậy nhưng mà quý vị có biết là số mà di dân mà không có giấy tờ tức là không có tình trạng di trú ở tiểu bang california thì là nó chiếm 10% mà năm ngoái thưa quý vị năm ngoái thì họ đóng thuế cho tiểu bang và đóng thuế cho địa phương cái số tiền là 2,5 tỷ mỹ kim đây không phải là một con số nhỏ mà quý vị biết những người này họ không có tình trạng di trú nhưng họ được giấy phép làm việc ngắn hạn họ phải gia hạn và họ vẫn phải đóng thuế đàng hoàng à, chính vì vậy mà chúng ta thấy là rõ ràng những cái tiểu bang ở bờ tây như là california như là oregon là những tiểu bang mà phụ thuộc vào cái lực lượng đặc biệt là làm ở farm đó thì phụ thuộc vào những cái lực lượng mà lao động không có giấy tờ này rất là nhiều và họ vẫn thu được một cái khoản thuế cho nên quý vị nào mà thấy là cái tiền thuế của mình mà dành cho di dân lậu như vậy thì quý vị yên tâm bởi vì họ cũng đóng thuế họ cũng đóng góp cho tiểu bang của mình cho chính quyền địa phương cũng rất là nhiều và thưa quý vị như vậy thì mỗi một người mà người di dân không có giấy tờ ở California thì họ có thể nhận được cái số tiền là 500 đô và thưa quý vị ông Gavin Newsom cũng cho biết là bây giờ California cho đến giờ thì cũng đã có gần 3 triệu người nộp đơn thất nghiệp rồi mà lâu nay đó thì EDD tức là cái cơ quan mà quản trị cơ quan giải quyết những cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp thì họ chỉ có làm việc từ thứ hai thứ sáu mà từ 8 giờ sáng cho đến trưa mà thôi thì bắt đầu từ ngày hôm thứ hai thì họ đã tăng cường thêm nhân sự tăng cường thêm 1.340 người mà trong đó thưa quý vị À, chủ yếu 740 người là từ EDD mà từ ở những cái bộ phận khác được bố trí lại để à, bố trí lại về cái bộ phận này để giải quyết những cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp bên cạnh đó thì chính phủ tiểu bang cũng điều phối cũng triển khai khoảng 600 nhân viên từ các cơ quan khác trong chính phủ tiểu bang để về hỗ trợ và chính vì có một cái lực lượng lớn mạnh như vậy thì bây giờ cái giờ làm việc của EDD nó sẽ từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối 12 tiếng nha quý vị 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối và từ thứ hai cho đến à, và thưa quý vị 7 ngày trên 7 chứ không phải là từ thứ hai cho đến thứ sáu nữa thì rõ ràng đây là một cái cái nỗ lực của California à, rất là nhiều và à, thưa quý vị bây giờ Hương nhau quay trở lại với những cái con số hiện nay để quý vị có thể nào mà quý vị không có thời gian theo dõi tin thì quý vị có thể thấy được một cái bức tranh về virus corona tại Mỹ như thế nào. À, thế giới của chúng ta thì vào ngày hôm nay đã à, cái con số là đã có hơn 2 triệu người nhiễm virus corona trên toàn cầu. Riêng tại nước Mỹ thì cái con số đã ít nhất thưa quý vị, ít nhất là bộ 644.000 người nhiễm virus corona ở Mỹ và số mà người chết thì cũng đã gần 29.000 người rồi thưa quý vị, 29.000 người chết. Và chúng ta thấy rõ ràng là có cái sự biến chuyển tức là các ca các ca mà virus gia tăng thì đang có cái dấu hiệu là khựng lại tức là không có gia tăng quá đột biến như trước đây nữa. Nhưng mà cái cái, cái số tử vong thì nó tăng Quý vị có biết là ngày hôm qua Hương Giang nói là có ít nhất khoảng hơn 2.200 người được xem là ngày Mà có nhiều ca tử vong nhất Nhưng mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục Ngày hôm nay con số nó còn cao hơn nữa Tức là hơn 2.300 người đã tử vong trong ngày thứ tư ngày hôm nay Bây giờ chúng ta nhìn vào cái con số hồi phục thì cũng Hương Giang vẫn nói là rất là đáng khích lệ Bây giờ gần 49.000 người được phục hồi rồi Như ngày hôm qua New York cho biết là cái số người vào bệnh viện Thì bây giờ nó thấp hơn là số người được ra bệnh viện Thì đây là tin tốt lành Nhưng mà quý vị biết cái số những cái ca mà đang trong tình trạng nguy kịch đó thì là vẫn là hơn 13.000 ca thì cái số này nó cũng nhìn vào đó cũng thấy rất là nặng nề bây giờ quý vị biết New York thì vẫn dẫn đầu rồi còn California thì sao California thì vào ngày hôm nay đó thì quý vị biết bây giờ đã gần 27.000 người bị nhiễm virus corona rồi ngày hôm qua thì có khoảng hơn 4.400 người nhiễm mà con số cho đến giờ thì cali chỉ có hơn 1.000 hơn 1.000 người nhiễm như vậy cái con số nhiễm virus corona tại tiểu bang california vào ngày hôm nay thì nó à, có thấp hơn ngày hôm qua À, nhưng mà cái con số tử vong ngày hôm nay thì nó lại cao Ngày hôm qua chỉ có 57 và mà ngày hôm nay thì là đến là 76 Ít nhất là 76 và bây giờ cái số tử vong tại California Thì nó là nó ít nhất là 864 người bị nhiễm virus corona Và bây giờ thưa quý vị California thì vẫn đứng hàng thứ 5 New York đứng đầu New Jersey thứ 2 Massachusetts thứ 3 Michigan thứ 4 và nói về Michigan thì hương nhân xin dừng lại một chút quý vị có biết vào ngày hôm nay thì đã có rất đông người đổ ra đường thưa quý vị đã đến điện Capitol của tiểu bang Michigan để biểu tình để phản đối thống đốc của tiểu bang Michigan bởi vì họ kêu gọi là phải mở cửa lại tiểu bang mở cửa lại nền kinh tế của tiểu bang và những người biểu tình thưa quý vị hầu hết là họ đi bằng xe xe hơi và cũng có rất là nhiều người đã đi bộ đứng trước và thưa quý vị họ đứng sang sát tức là bây giờ họ không có tuân thủ theo cái quy định về cách ly xã hội nữa mà họ cũng không cũng không có mang Mask không có mang khẩu trang gì cả Mà cũng nhân tiện nói về mask với khẩu trang Quý vị có biết là ở Florida vào tối ngày thứ ba Đã có một người đàn ông 62 tuổi bị bắt giữ và đối diện với cái cáo buộc hình sự quý vị biết lý do tại vì người đàn ông này đi chợ uh, public đi chợ public và người đàn ông này thấy là không có phải ai cũng đeo khẩu trang tức là ít người đeo khẩu trang ít người đeo mask cho nên ông ta về ông ta bực bội quá thế ông ta về lên trên mạng facebook và đăng cái lời đe dọa và ngay lập tức nhà chức trách đã đến và đã điều tra truy ra người đàn ông này và đã à, thưa quý vị đã bắt giữ người đàn ông này và ông ta bị sổ khám vào ngày thứ ba thưa quý vị cảnh sát cho biết là họ hiểu trong cái tình trạng hiện nay thì cái căng thẳng người nào cũng có căng thẳng ai cũng đối diện với căng thẳng và quý vị biết là nhiều người làm việc ở nhà mà cũng chưa có quen nữa cho nên cái chuyện mà shelter in place một tháng rồi nhưng mà ở riêng vùng vịnh bay area thì là một tháng nhưng mà ở nhiều nơi khác thì chỉ mới 2 hoặc 3 tuần thôi nhưng mà nhiều người đã bức bối quá rồi. Và thưa quý vị, chính vì vậy, nhưng mà cảnh sát cũng bảo là nhưng mà không có lý do gì mà đưa ra những cái lời khủng bố, những cái đe dọa khủng bố như vậy, tức là ông ta đe dọa là sẽ sát súng tới đây bắn bởi vì ít người đeo khẩu trang quá. Và Florida thì quý vị biết là bây giờ đó vào lúc này thì Florida nếu mà hương Giang nhìn cái con số vào sáng ngày hôm nay thì Florida có ít nhất là 21.435 trường hợp nhiễm virus corona và gần 600 người đã tử vong rồi quý vị biết không mà tại đây tiểu bang Florida thì vẫn cho rằng những cái sự kiện thể thao cũng như là cái những cái hoạt động tụ hợp tôn giáo thì được xem là những cái hoạt động thiết yếu cho nên vẫn cho tụ uh, tụ họp mà quý vị biết tiểu bang Florida cũng rất là nhiều nơi người, người dân không có họ không có quan tâm nhiều họ cũng không có lo ngại nhiều bởi vì vẫn có những người đi biển và vẫn có những người không có không có tức là họ không có wear mask và tổng thống ngày hôm nay cho biết là vào ngày mai thì chính phủ của ông sẽ thông báo những cái hướng dẫn mới về à, thú vị để chuẩn bị tiến tới là tái mở cửa lại quốc gia nhưng mà vào ngày hôm nay trong cái cuộc họp với những cái lãnh đạo công nghiệp thì các lãnh đạo công nghiệp đã khuyến cáo tổng thống là cần phải tăng cường xét nghiệm trước khi mà tái mở cửa quốc gia tức là tăng cường xét nghiệm để biết được cái con số người bị nhiễm bệnh để thưa quý vị để có thể cách ly để có thể giảm sự truy những người tiếp xúc để giảm sự lây lan bởi vì bây giờ quyết định tái mở cửa lại quốc gia hay tái mở cửa lại một tiểu bang nào đó nó cũng hết sức không có phải là đơn thuần dễ dàng thưa quý vị mà phải dựa vào cái tình tình hình thực, thực tế ở tiểu bang đó chẳng hạn như Hương nhau đã chia sẻ với quý vị vào ngày hôm qua là california họ đề ra cái sáu bước sáu bước họ phải bảo đảm được trước khi mà họ có thể tái mở cửa dần dần của tiểu bang à, và bây giờ ông Gavin Newsom ông không đưa ra một cái ngày cái thay cụ thể nhưng mà có vẻ như là đầu tháng 5 tuần đầu tiên của tháng 5 nhưng mà quý vị biết là bây giờ đó chưa đó là cái lệnh mà shelter in place tức là bây giờ nhất bỏ cái lệnh hoặc là nới lỏng cái lệnh hạn chế đi lại đó trên toàn tiểu bang nhưng mà mỗi quận hạt thì họ lại có một cái quy định riêng bây giờ hương nhân quan sát thì thấy rõ ràng ngay từ đầu thì bảy quận hạt trong vùng vịnh San Francisco thì họ phối hợp với nhau và họ bảy quận hạt đây là những thuận hạt đầu tiên ở tiểu bang California họ đưa ra cái lệnh là shelter in place và có vẻ như là bảy quận hạt ở vùng vịnh San Francisco của chúng tôi cũng sẽ đưa ra cái lệnh Tức là sẽ đưa nới lỏng cái lệnh shelter in place là nhất luôn. Có lẽ là sau của tiểu bang. thì cái này cái đánh giá riêng của cá nhân Hương giang Tại vì Hương Nhân theo dõi, nhìn vào tin tức thì thấy à, là như vậy. Và quý vị biết là ngày hôm qua thì Hương giang đã chia sẻ với quý vị là tổng thống à, đã chỉ thị là ngưng viện trợ, ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và sau đó thì ông... À, cố vấn kinh tế là ông peter navarro đã lên fox news và bên vực cái quyết định này cho rằng bàn tay của who đã dính máu thưa quý vị và vào ngày hôm qua thì ông tổng thư ký liên hợp quốc đã gửi thư cho tòa bạch ốc và thưa quý vị than phiền về cái quyết định này thì bản tin đó nha đã loan quý vị vào ngày hôm qua rồi vào ngày hôm nay thì chúng ta thấy là một làn sóng chỉ trích giận dữ từ thế giới bên ngoài dành cho mỹ bởi vì thưa quý vị như vậy à, mỹ đã tự bỏ cái vai trò tức là bỏ cái vai trò lãnh đạo của mình về cái vấn đề này và cái số tiền mà mỹ viện trợ cho who là một cái số tiền rất là quan trọng mà chúng ta nhớ là bây giờ bất cứ hành động nào mà vào lúc này đều không có nên và đây là cái thời điểm mà tổ chức y tế thế giới họ đang căng mình gồng mình ra đối phó với virus uh, cái đại dịch ở trên toàn cầu họ rất cần những cái ngân khoản như vậy và tại sao vào lúc này như vậy mỹ bây giờ đã từ bỏ cái quyền lãnh đạo rồi mà lại còn chơi nhỏ mọn nữa thú vị đó là cái điều mà bây giờ các lãnh đạo thế giới họ đang rất là quan tâm mà chúng ta cũng nhớ là ngày hôm qua những lời chỉ trích mà tự tổ, của tổng thống dành cho tổ chức y tế thế giới thì nhau đã từng trình rồi nhưng mà chúng ta cũng phải quay lại nhớ lại là vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 tổng thống mỹ vẫn dùng những lời có cánh để ca ngợi trung quốc ca ngợi tổ chức y tế thế giới là họ đã phản ứng kịp thời họ đã làm việc rất tốt trong cái việc đối phó với à, dịch virus corona chúng ta vẫn còn nhớ à, thưa quý vị và bây giờ quay trở lại à, xung quanh vùng à, quay trở lại xung quanh vùng vịnh san francisco của chúng tôi chúng ta thì nhưng mà trước khi mà hương nhân đi vào tin đó thì hương nhân có một cái bản tin mà hương nhân cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là quý vị có lẽ là biết cái chuyện mà đại tá Brad Crozier à, quyền tức là cựu quyền chỉ huy cái tàu uh, khu trục hạm uss uh, roosevelt đã bị uh đã văng khỏi cái chức chỉ huy và được bố công, bố trí công tác khác thì hiện bây giờ thì ông đang được cô lập ở đảo Guam mà quý vị biết là vào hôm thứ hai vừa qua đó thì đã có một thủy thủ ở trìa của Roosevelt đã bị tử vong và hiện nay thì có khoảng hơn 600 600 mười mấy thủy thủ đã được xác định là dương tính với virus corona trong đó có 5 người đã bị nhập viện một người vào phòng tăng cường vào ICU và một người thì đã tử vong vào ngày thứ hai thưa quý vị cái ca tử vong vào ngày thứ hai thì nếu mà nhìn lại thì rất là chua chát bởi vì đây là cái điều mà ông Crozier đã cảnh báo trong cái lá thư mà ông gửi cho khoảng 20 viên chức hải quân vào ngày 30 tháng 3. Cũng vì cái bức thư đó mà bức thư dài 4 trang mà ông Crozier đã bị thưa quý vị à, tước quyền chỉ huy của con tàu. Bởi vì theo cái quy định đó thì tất cả phải theo trình tự, tức là ông không có được gửi cho nhiều người như vậy, tại vì gửi cho nhiều người như vậy thì nó sẽ không có an toàn và chính vì vậy đây là cái lý do mà lá thư này nó đã à, bị rò rỉ ra bên ngoài nhưng mà thưa quý vị nội bộ bên trong chúng ta chưa biết bởi vì bây giờ Hải quân họ đang điều tra trước đó cho biết là 4 ngày trước thì ông đã gửi cái cảnh báo lên sếp trực tiếp của mình nhưng mà không có được giải quyết và khi mà ông gửi cái thư kêu gọi yêu cầu là phải hỗ trợ phải di tản toàn bộ thủy thủ ở trên tàu bởi vì họ là tài sản của quốc gia thì ông không có copy xếp trực tiếp của mình vào mà ông gửi bằng email cho 20 viên chức khác và thưa quý vị chính vì vậy mà ông Thomas Molley tức là lúc đó là tạm quyền bộ trưởng bộ Hải quân đã sa thải tức là đã sa thải sa thải ông Crozier ra khỏi chiếc tàu này bây giờ Hải quân họ đang cân nhắc họ đang thẩm định xem thử liệu có phục hồi À, chỉ huy cái vị trí chỉ huy khu trục hạm Roosevelt cho ông Crozier hay không hiện nay thì đô đốc tức là um, tư lệnh tác chiến uh, ông Greg Day nếu mà hương nhân nhớ tên không lầm thưa quý vị thì ông Greg Day sẽ đang thẩm định xem thử kết quả điều tra sơ bộ ban đầu là nó như thế nào mời quý vị trước đó thì cả ông uh, cả ông tư lệnh À, tác chiến của hải quân cũng như là chủ tịch liên quân thì cả hai vị này hai vị lãnh đạo đều đưa ra cảnh báo với ông bộ trưởng à, bộ hải quân quyền bộ trưởng bộ hải quân là ông Marley là phải hết sức là cẩn trọng không có sa thải ông Crozier cho đến bao giờ mà có kết quả điều tra hay không nhưng mà ông Marley thì rất là vội vã thì từ những cái tín hiệu ông quan sát từ ông Trump thì ông nghĩ rằng là tổng thống muốn sa thải Crozier cho nên ông đã sa thải ông phớt lời những lời cảnh báo từ hai vị lãnh đạo khác À, chính vì vậy mà cuối cùng thì ông Motley buộc phải nộp đơn từ chức bởi vì trước cái làn sóng chỉ trích rất là nặng nề và thưa quý vị nhưng mà đây là cái nội bộ đây là chuyện nội bộ của hải quân cho dù tổng tư lệnh tác chiến bây giờ có phục hồi chức cho ông crozier đi chăng nữa thì tổng thống vẫn có quyền lật ngược cái quyết định này mà lâu nay thì chúng ta thấy rõ ràng là tổng thống của chúng ta thì ông can thiệp rất là thô bạo vào những cái công việc của quân đội chẳng hạn như là đến cái trường hợp là một cái đặc nhiệm siêu mà công khai à, sát hại tức là dùng dao mà sát hại đâm một cái tù nhân mà đã bị thương thì cái này nó vi phạm cái những cái quy định về chiến tranh. Thưa quý vị, à, rồi ông đã sa thải bộ trưởng bộ hải quân tức là ông Spencer trước đó, rồi cho nên là bây giờ cũng chúng ta vẫn chưa biết là ý của tổng thống thì như thế nào. Nhưng mà đây là cái chuyện nội bộ của Hải quân Và Hải quân uh, theo pháp ngôn nhân của văn phòng uh, đô đốc uh, Ridley cho biết là Cái này ông sẽ đưa ra, uh, ông đô đốc tức là tư lệnh tác chiến là sẽ đưa ra cái quyết định này Dựa vào cái kết quả điều tra Chứ không có dựa vào những gì mà ông ta nghĩ là tổng thống muốn ông ta làm tức là dựa vào cái kết quả điều tra hoàn toàn và để phục hồi được cái vị trí chỉ huy Roosevelt cho ông Crozier thì cái kết quả điều tra phải cho thấy là sếp trực tiếp của ông Crozier đã phớt lờ cái yêu cầu của ông đã không có đáp ứng điều đầy đủ những cái yêu cầu của ông trong cái việc đối phó với virus corona trên cái khu trục hạm này và thưa quý vị bây giờ quay trở về vùng vịnh San Francisco quay trở về vùng vịnh San Francisco thì quý vị biết là vào à, ngày hôm nay thì ở quận hạt Santa Clara có cái có cái, cái những cái trường hợp nó đang có cái dấu hiệu là nó hơi khựng lại, tức là nó không tăng đột biến. Vào ngày hôm nay thì có khoảng 3, 71 ca nhiễm virus mới. Và bây giờ cái số là đã hơn là ít nhất là 1793 người bị nhiễm virus corona, trong đó cái số tử vong là 65. San Jose vẫn đứng đầu với 1.182 và tiếp đó là thành phố Sunnyvale. À, quận hạt Alameda là nơi cũng có nhiều người Việt. Thì quý vị biết là vào ngày hôm nay thì cái số mà nhiễm virus corona thì nó cái con số nó đã tăng là 924 và 35 người tử vong. À, quý vị nào à, quý vị biết Ốc lên nơi có nhiều người Việt của mình thì bây giờ có 225 ca Fremont 83, Hayward 183 à, năm Andro 58 Union City 44 và New World thưa quý vị à, thành phố New World là 29 thì đó là những con số mà Hương Giang chỉ đưa ra những con số ở những nơi mà có đông người Việt của mình thôi mà cũng nhân tiện quý vị biết vào ngày hôm nay đó à, vào cái khoảng mà à, các y tá ở các nhân viên y tế tức là y tá bác sĩ tình nguyện nhân viên văn phòng ở bệnh viện Santa Clara Valley họ giao ca tức là ca buổi tối thì về và ca mới ca buổi sáng thì vào thì quý vị biết khi mà họ đi ra và đi vào như vậy thì họ đã nhận được cái lời chào thưa quý vị đón chào hết sức là cảm động đó là nhân viên à, first responder tức là những người ứng cứu khẩn cấp trong đó có cảnh sát về cảnh sát quận cảnh sát thành phố họ đã đến sắp hàng và bật đèn bật xe nhấp nháy vỗ tay đứng sắp hàng hai bên vỗ tay để đón chào nhân viên y tế và những hình ảnh rất là cảm động và nhiều người đã không giỡn không dấu nổi cái sự xúc động và quý vị biết là à, trên toàn nước Mỹ thì khoảng từ cái số nhân viên y tế mà nhiễm virus corona là nó chiếm từ 10 tới 20 phần trăm riêng California thì số này chiếm uh, 10 phần trăm tức là 10 phần trăm người nhiễm virus corona tại uh, tại à, uh, thưa quý vị tức là 10 phần hương nhân xin lỗi 10 phần trăm nhân viên y tế tại California thì nhiễm virus corona mỗi một ngày họ phải đi làm thưa quý vị họ phải căng mình họ phải gồng mình đối phó với virus corona họ là những người ở tuyến đầu và mỗi một ngày hương giang đều dành những cái phút mà để cảm ơn họ thú vị tri ân họ mà trong đó có rất là nhiều người gốc việc và kể cả những người tình nguyện viên và thưa quý vị hồi nãy nhắc đến sang linandro thì hương giang cũng muốn chia sẻ quý vị một cái câu chuyện đó là một người phụ nữ thưa quý vị bà 81 tuổi rồi bà vẫn đi làm bà làm ở chợ walmart mà quý vị biết là khi mà kể từ lúc mà shelter in place thì những cái cơ sở thiết yếu vẫn được mở cửa nhưng mà những cái cơ sở không thiết yếu thì đóng cửa trong khi đó thì chợ các chợ target costco Walmart rất là đông họ thiếu hụt nhân viên rất là nhiều bởi vì chẳng hạn như ở target thì hương nhân biết là quý vị biết là những cái nhân viên mà bán thời vụ tức là những nhân viên part time mà các em sinh viên cũng như là học sinh mà đi làm bán thời gian thì hầu như đã xin nghỉ tại vì gia đình bố mẹ không cho đi làm nữa mà cái nhu cầu mà những cái đơn hàng trực tuyến đóng gói hàng gửi đi thì nó tăng rất là cao cho nên là các chợ thiếu hụt nhân viên quay trở lại cái câu chuyện của bà Collins bà Collins 81 tuổi rồi bà làm ở cái chợ Walmart trên đường Hesperian ở San Leandro từ năm 2006 như vậy 2010 à, quý vị biết bà làm hai mươi mấy năm rồi mà bà làm ở bộ phận maintenance tức là cái bộ phận mà lau chùi dọn dẹp chợ qua mạc ở trên đường này mà quý vị biết là bây giờ với virus corona thì cái công việc mà lau chùi dọn dẹp tẩy trùng vệ sinh thì nó nặng nề hơn mà bà làm một ca như vậy là 8 tiếng đồng hồ bà bảo là nhiều khăn, lúc mỗi một ngày bà cũng mệt mỏi lắm nhưng mà đến chỗ làm gặp được đồng nghiệp, những cái nụ cười của đồng nghiệp thì làm cho bà lên tinh thần rất là nhiều. Người phụ nữ này bảo là bà muốn đi làm bởi vì bà không có muốn ở trong nhà rồi ở trong nhà thụ động rồi ngồi coi tivi, ngồi coi phim bộ thì thưa quý vị, nó dễ xuống tinh thần cho nên bà vẫn cứ tiếp tục đi làm. À, có thể là một người cao niên như vậy trong cộng đồng việt nam của mình mà đi làm thì rất là hiếm nhưng mà quý vị biết là người mỹ đó họ chừng nào họ còn đi làm được thì họ vẫn tiếp tục đi làm chứ không có giới hạn độ tuổi như trong trường hợp này và Quý vị có biết là trước đó thì hương giang chia sẻ quý vị là ở Cali à, ở Italy thì có một người phụ nữ chín mươi mấy tuổi đã hồi phục từ virus Corona. Còn bây giờ ở Anh có một phụ nữ 106 tuổi cũng hồi phục từ virus Corona. Những cái câu chuyện như vậy nó đem đến cho chúng ta niềm khích lệ rất là nhiều và nó thú quý vị, nó nó đem lại cái niềm hy vọng trong những cái thời gian mà khó khăn như bây giờ. Mà ở California thì quý vị biết vào ngày hôm nay à thực ra cái này không phải ở california ngày hôm nay có một cái tin mà hương giang nói là too good to be true tức là nó tốt quá mà khó trở thành hiện thực đó là có hai vị dân biểu dân chủ đó là ông tim ryan từ tiểu bang ohio và ông rokhana từ ở California ông Rokhana là cái khu vực bầu cử của ông thì ngay trong à, cái khu vực Việt Nam của mình cho nên là rất là nhiều người Việt biết đến ông Rokhana. Hai vị dân biểu này bây giờ họ đang khởi xướng một cái dự luật mà dự luật này sẽ hỗ trợ thêm cho người Mỹ nữa. Cái dự luật này thì nếu như mà được thông qua nhưng nói cho quý vị đây chỉ là cái khởi xướng của hai vị dân biểu tức là để được thông qua thì còn nhiều thủ tục lắm. Thì nếu như được thông qua thì mỗi một cái gia đình, mỗi một người Mỹ mà có thu nhập dưới 1.130.000 một, à, một năm thì sẽ nhận được 2.000 đô một tháng, thưa quý vị. Một tháng một cặp vợ chồng nếu thu nhập dưới 260.000 một năm thì có sẽ được hỗ trợ 4.000 một tháng và 500 một đứa trẻ, maximum là 3 đứa trẻ. Thì cái thưa quý vị, cái thông tin này thì Như Hương Giang ấy chưa biết nó có được approve hay không nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta đọc cái thông tin như vậy thì chúng ta cũng có thêm một cái niềm hy vọng là có thêm cái sự hỗ trợ về mặt kinh tế về mặt tài chính trong những cái lúc khó khăn này ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán giảm thưa quý vị bởi vì trước những cái tin tức những cái số liệu về kinh tế không có đáng khổ, khả quan À, và thị trường chứng khoán đã họ đã à, thị trường chứng khoán đã phản ứng bằng cái cách là giảm điểm như vậy bây giờ mỗi một tiểu bang thì họ có những cái à, quy định khác nhau mà quý vị biết là bây giờ chẳng hạn như là ở tiểu bang pennsylvania b họ mới pass họ mới thông qua một cái dự luật mà cho phép là các cơ sở thương mại sẽ tái mở cửa nếu như mà họ đáp ứng được những cái yêu cầu những cái hướng dẫn quy định từ Uh, cdc mà những hướng dẫn này thì ngày mai chúng ta mới biết được cụ thể là như thế nào và ngày mai dựa vào những cái hướng dẫn của cdc mà chúng ta biết là bao giờ chính phủ sẽ tái uh, mở cửa toàn quốc gia có lẽ là tái mở cửa thưa quý vị đó là chính phủ nhưng mà mỗi một tiểu bang thì thống đốc của tiểu bang đó là người có quyền quyết định đối với tiểu bang của mình thì bản tin này hương nha cũng đã chia sẻ với quý vị ngày hôm qua rồi thưa quý vị ở uh, sở cảnh sát thành phố New York là một trong những sở cảnh sát hàng đầu đông nhất ở nước Mỹ thì quý vị biết là đã có 27 nhân viên cảnh sát ở đây đã tử vong vì virus corona cái bản tin này nghe rất là buồn nhưng mà thưa quý vị thành phố Los Angeles cũng là một trong những thành phố lớn của nước Mỹ thì vào ngày hôm nay thì trước đó thì ông thị trưởng ông đã thông báo là kéo dài cái lệnh shelter in place ở À, LA cho đến ngày ở thành phố LA cho đến ngày 15 tháng 5. Mà quý vị biết là LA là một trong những thành phố mà bây giờ cái năng lực xét nghiệm của họ rất là lớn, tất cả những người dân đều có thể xét nghiệm à, virus corona, người dân địa phương đều có thể xét nghiệm virus corona và thành phố này cũng là thành phố mà họ có những cái chính sách thực hiện rất là gắt gao. À, đối với việc cách ly xã hội và bây giờ quý vị nhớ là bây giờ ở California thì họ thực thi họ bắt đầu chế tài à, họ bắt đầu chế tài à, những người mà không có tuân thủ theo cái sắc lệnh shelter in place đã có rất là nhiều cơ sở đã bị xé vé phạt ít nhất là 1.000 đô vì đã mở cửa chui trong đó có thưa quý vị có những cái cơ sở làm móng à, tay móng chân có những cơ sở mà tập thể thao rồi có những quý vị biết mới đây ở San Francisco thì như Hương Giang chia sẻ cách đây mấy ngày tức là cuối tuần vừa qua nhà chức trách đã phá vỡ một cái club một cái club mà làm ở một nhà kho lượng thu hút đến hơn 200 người và thưa quý vị bây giờ cái chế tài nó ở khắp mọi nơi cho nên Hương Giang cũng muốn kêu gọi quý vị là về cái vấn đề mà đeo khẩu trang chẳng hạn như là ở LA đó là cái sắc lệnh là, là bắt buộc người dân đi ra ngoài thì phải đeo mask tức là miễn sao che mũi che mặt lại được bằng vải thì bây giờ nhà chức trách cho biết là họ sẽ không có chế tài nhưng mà họ khuyến khích người dân kêu gọi người dân nên tuân thủ theo cái yêu cầu này nhưng mà đối với cái shelter in place mà vi phạm thì họ đã họ bắt đầu mạnh tay chế tài cho nên nhà kêu gọi quý vị cho đến giờ nếu như mà chúng ta không có có được vaccine thì theo các nhà khoa học cái việc cách ly xã hội nó sẽ kéo dài cho đến tận năm 2020 22 cho đến khi nào mà chúng ta tìm ra vaccine cho nên từ giờ cho đến lúc đó thì chúng ta vẫn thấy là cách ly xã hội là cái biện pháp an toàn nhất cho nên quý vị bao giờ mà cần thiết lắm thì mới ra khỏi nhà để tránh cái sự lây lan mà nếu ra thì quý vị nên che mặt lại che mắt à, che mũi và che miệng không có che mắt nha quý vị và thưa quý vị hương nhân tạm ngưng chương trình ngày hôm nay tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi à, kính chúc quý vị thưa quý vị sức khỏe an toàn an toàn cho bản thân và an toàn cho người thân và an toàn cho cộng đồng. Xin chào và xin hẹn gặp lại. 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 แห่งกับละแห่งกับละแห่งกับละแห่งกับละแห่งกับละแห่งกับละแห่งกับละแห่งกับละแห่งกับละ แหงกับละแหงกับละแหงกับละ